Soccer Kids, câu chuyện về những bạn nhỏ đam mê hip hop. Những bạn nhỏ có xuất phát điểm khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã gắn kết và đi cùng nhau suốt một hành trình dài và đẹp. Năng lượng tích cực và những câu chuyện mà Soccer Kids mang lại hẳn sẽ là những gam màu đẹp cho 100 giây rực rỡ. Câu chuyện về những người dẫn đầu, câu chuyện về những bạn nhỏ tài năng, câu chuyện về tình yêu thương sẽ kết nối con người và là một điểm tựa vững chắc cho tài năng của các bạn thăng hoa. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một thông điệp chắc chắn sẽ làm rung chuyển trong thời đại ngày hôm nay cho chính các bạn nhỏ mang lại và sẽ làm cho chúng ta phải suy ngẫm về một điều gì đó. Xin mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục Sự sống quý biết bao qua phần trình diễn của nhóm Joker Kids và sự hỗ trợ của vũ đoàn MQ. We got it.
Cảm ơn tụi con. Một tiết mục, một thông điệp không thể ý nghĩa hơn. Sự kêu cầu, sự sống đến từ các sinh vật dưới đáy biển. Có thể nói đây là một cái thông điệp mà tất cả chúng ta đang kêu gọi từng ngày, đúng không quý vị? Những chai nhựa, những túi ni lông tưởng chừng như rất thuận tiện cho cuộc sống của chúng ta thì đang hàng ngày đổ ra biển, gây nguy hại đến với lại môi trường. Và cảm ơn tụi con đã vì một cái lời kêu cầu rất ý nghĩa như thế này. Một tràng pháo tay dành cho chó Cờ Kiết ạ. Cho câu hỏi là tụi con tập tiết mục này có khó không? Vậy lúc con tập cái đó con có sợ không nè? Dạ không. Lúc đó con có nghĩ là mình biến thành cá rồi không? Có. Rất là nhập vai đúng không quý vị? Nhập vai lắm. Cái đoạn nào là cái đoạn đối với tụi con là khó nhất? Con nghĩ thì trong cái bài này mỗi đoạn nó đều có một cái khó khác nhau. Nó có rất là nhiều cái chiêu mà tụi con lần đầu thử luôn. Sau khi hoàn thành xong bài này thì tụi con rất là, có thể gọi là tự hào. Con rất là tự hào về tất cả các em nhỏ ở đây. Cảm ơn tụi con rất nhiều vì một cái bài trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Và bên cạnh đó là một thông điệp hết sức ý nghĩa. Nếu như hồi nãy ai vẫn chưa bấm thì chúng ta ngay bây giờ sẽ còn có 10 giây để chúng ta có thể thay đổi quyết định của mình bằng cách là sẽ bấm nút bình chọn cho Joker Kid. 10 giây dành cho khán giả, bắt đầu. Giây bình chọn đã hết. Và bây giờ thì có lẽ là lúc chúng ta sẽ nghe một vài ý kiến từ quý vị khán giả. Mời bạn trước nha. Cho Sam biết lý do vì sao mà trong 100 giây đầu mình không bình chọn cho các bé. Tại vì em thấy là tổng thể các tiết mục thì nó cũng có những cái khó. Nhưng theo em thì cái độ khó nó chưa bằng cái tiết mục đầu tiên. Nên em chưa có bấm ở 100 giây đầu tiên. Cảm ơn bạn nha. Và một ý kiến nữa từ các bạn khán giả đi ạ. Đây xin mời bạn. Em xin đại diện cho khu phố 2 nhà em, khu xóm chợ Ba Chiểu, xin được nói lên ý kiến của mình. Đó chính là nhìn các em nhỏ vậy nhưng mà các em đã đưa cảm xúc của mình truyền tới một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Hiện tại em vẫn còn nghẹn lại một chút gì đó. Em nghẹn khúc nào? Em nghẹn từ cái khúc mà các em lăn ra chết, xong rồi có một bạn mà giăng lên cái lưới á. Bạn mà giăng lên cái lưới á? Giận cái lưới luôn à? Dạ, em giận hết sức. Em giận cái gì nè? Em giận mà mấy người xả rác á. Họ không có ý thức như các bạn nhỏ hay sao á? Cô bé áo đen á chị. Chị có thấy giống ai trong một trường quay ngày hôm nay không? Giống chú Thanh Lộc trong một vai diễn của ngày xưa. Chú làm chú Vách Tuột á. Y chang luôn. Trời, cảm ơn bạn nha. Khu phố 2 dễ thương quá. Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin mời ban bình luận ạ. Hai cái tiết mục vừa rồi nó đi liền với nhau á. Một cái thì nó cho mình cái cảm giác ngay từ đầu là mình nghĩ đến một cái vấn đề lớn của đất nước mình. Tới cái tiết mục thứ hai thì nó xả cái thần kinh mình ra, là nó cho mình ngay từ những cái giây phút đầu tiên cái sự thoải mái và cái năng lượng tích cực rất mạnh đến với mình. Tức là hai cái thái cực nó hoàn toàn khác nhau. Cái kết thúc của tiết mục thứ nhất thì nó lại dẫn đến một cái sự lạc quan, hào hùng. Còn cái tiết mục thứ hai thì nó lại kết thúc bằng một cái bi kịch. Tôi rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đem đến một tác phẩm mà đối với tôi là một cái thông điệp nó mang tính nhân văn rất là cao. Về cái sự dàn dựng thì tôi nói là dàn dựng quá khéo. Bởi thứ nhất là các cháu nhảy rất là đẹp, bố cục của từng phần một rất rõ ràng, mạch lạc. Cái hay ở trong cái tiết mục này là nó kết bằng cái bi kịch, chứ nó không mở ra một cái viễn ảnh tương lai sáng sủa. Bởi vì nó phải là cái kết bằng một cái bi kịch thì nó mới, cái thông điệp nó mới thức tỉnh vào lòng mọi người. Và tôi cảm ơn cái thông điệp đó. Lúc nãy cháu trai có nói là các cháu tự hào về cái tiết mục của các cháu. Thì chú Lộc muốn nói là các cháu có quyền tự hào về điều đó. Chú Lộc chỉ mong là các cháu không phải chỉ thể hiện cái thông điệp này bằng tác phẩm, mà phải bằng cái thái độ sống hàng ngày của các cháu. Đừng bỏ rác xuống đường, đừng bỏ rác xuống sông, đừng bỏ rác xuống biển. Bởi vì mình đã là người gieo cái thông điệp đó thì mình phải thực hiện cái điều đó trước ai hết, phải không? Xin cảm ơn các cháu. Xin mời anh Tùng Leo ạ. Tất cả cái phần các bạn mang lên sân khấu nó hồn nhiên, nó dễ thương, nhưng mà một điều đặc biệt là có thể tác động ngược trở lại những nghệ sĩ ở trên này. Quá dữ. Cho nên nếu như mà có ai đó không thích hoặc là thích hơi trễ hơn chút thì tại vì là người ta chưa có thật sự thấy mình đã lắm. Cho nên kệ cho mấy khu phố đi ha. Khu phố nào mà bấm sao á là tại vì người ta thiệt thòi, người ta chưa có nhìn thấy mình hay thôi ha. Cho nên bây giờ mình phải cúi đầu mình chào, mình cảm ơn tất cả các khu phố dù bấm trễ hay bấm sao. Cảm ơn những nhận xét từ ban bình luận ạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với số lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho Joker Kid ở 100 giây rực rỡ đầu tiên. 98 lượt bình chọn.
Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng Joker Kid có thêm những lượt bình chọn nào nữa hay không vào cuối chương trình quý vị nha. Và trước khi chúng ta đến với các mục tiếp theo thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ dưới lao trong ít phút.